Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Tiểu Từ Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người nha, chúc mọi người phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nha, để cho mình một like, một subscribe nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video, chúc cho em một buổi trưa vui vẻ, nhân cơm ăn miệng và xem video mình cách thoải mái nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Đó, trước khi bắt đầu video này thì mình có một vấn đề muốn nói với anh em, là thật sự về sức yếu quá anh em, máy không lên được cao 7, mình nó chán chắc không làm event một cao 7 tặng à quá. Đấy, anh em cứ kêu không tặng ạc mà bảo là đã xúc lên tặng ạc mà anh em không xúc lên sao tặng ạc được đây. Ạc even thì hắn cứ để góc, giờ không ai chăm sóc thì nó tội thôi rồi luôn. Mình đang nghĩ chuyện chắc là mang bán mấy con ạc đi quá, không làm even tặng ạc nữa. Chứ giờ đợi sắp lên thì mấy con ạc này chắc nó thành phế quá anh em. Đấy, thì có gì mình tính là tới 1K7 sẽ tặng hẳn 2 con ạc đó. Thì nếu anh em sắp doanh nhanh thì mình sẽ làm even tặng ạc nha. Còn không thì hôm nay thứ mấy nhỉ, hôm nay ngày thứ hai à, chúng ta sẽ chốt vào hôm thứ năm nhá. Nếu mà hôm thứ năm mà không đủ 1K7 thôi mình sẽ không làm event nữa. Có gì đợi 2K lên 2K là lâu lâu lên K8, lâu lâu còn là lâu lâu anh em không ấy thì mình làm event tặng ạc chơi thôi, chứ đâu đợi sắp kiểu này chắc lâu lắm đó. Nếu mà đến thứ năm mà chốt được thì ấy, còn không là còn đâu mình có event tặng ạc anh em nhá. Đấy thì thôi, trở về vấn đề game đi. Như sáng đã hứa thì trưa nay mình sẽ vào quay danh vọng đấu nha, kỳ trước xem đấy, xem kỳ trước của các top ở các cụm nhá. Rồi mình sẽ bắt đầu xem từng, chúng ta bắt đầu xem từng trận một nha. Mình tính rồi, mình sẽ quay chỉ top 1, 2, 3, 2, 1 nha. Ta sẽ xem ở top cụm 3, top 3 trước đó là Alan đấu với Wellnan, quen gì đấy, thằng top 2 xong đến top 3 và trận đấu đỉnh cao là trận giữa đấy anh em. Đó, thì chúng ta sẽ xem tổng kết thế thôi, xong sẽ đi từng cụm một nha. Đầu tiên là ở đảng này Alan, ô Hoppa này anh em này, Uncha gắt nha, anh chơi đội hai đi, một hit hit ba luôn cho nhanh, một ulti còn hit ngay. Úi trời, Hoppa đấu Hoppa anh em, Wemat đấu đổi với Alan về Hoppa, chắc chắn là bên Wemat sẽ làm xuống. Úi trời, Ultramon anh em, một lần đi ra luôn ba em, gắt thật, rất gắt nha, kinh. Bên Wella bạn ấy ra rất là gắt, Hoppa cặp Uncha luôn. Tiếp tục đến top 2 xem nào, ở dưới là DGL DTQ đối với Beat nha. Lại đến trận thứ hai, ra trận nào, bá chủ đâu đúng không, bá chủ ăn chắc rồi, cái này nhìn này là ăn chắc rồi anh em, chắc chắn luôn. Úi sồi, lại tìm bay nữa, ăn chắc rồi, đi ngay. Úi sồi, quá là ăn chắc luôn anh em, nhìn là thấy ăn chắc luôn rồi. Đấy, giờ ta sẽ vào màn song ca của hai top 1 và top 2 trận solo giữa Alan và đấu với RG như anh em nha. RG thắng thì chúng ta xem Alan dùng cái những con gì mà sao lại thua. Alan như mình nhớ là có con Mero Leroyma rồi anh em, cộng với cặp Uncha săn cũng như là Alan cũng có luôn rồi anh em, sao lại thua được ta. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lý do và nguyên nhân nha. Ra trận nào, bên Alan ra ô hệ lửa, bên này ra Uncha luôn này, Leroyma luôn này. Mình có vẻ như dường như đã hiểu được lý do bên Alan bị thua rồi anh em. Bị đóng băng nữa rồi. Chúng thấy như hồ chấp bật. Có bật được không? Nếu có bật được không? Có bật được không? Này, mình tưởng hồ bật được luôn thì ghê quá anh em, gắt quá luôn. Kinh tốt này ấy quá. Tí mình sẽ qua bên bạn bác xe sộp xem nha bác anh em, tại sao sẽ xem ở bên khu vực bác xe sộp. Tiếp tục nào, đây ra nè, A sáng, chúng ta sẽ xem trận đấu của top 1 ở trận đầu tiên nhá. Ta sẽ xem trận đầu tiên và trận thứ hai sau qua chung kết, thôi xem tổng quát anh em cho nó hay. Này, A sáng ra con rồng bình thường này thôi, bên kia ra PR.
một hit trả lại 200%. Rồi cứ đánh đi, một hit trả lại 200%. Cái con này nó giả đam ghê lắm anh em, đánh càng đánh nó càng 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 bót ghê, tí nó hạ trả đam thì mới gọi thốn. Xem nào, trả ô con thua rồi, hai con này đã đấm nhau nãy nhây rồi này, nhìn cái này nhây rồi anh em, nhưng mà chúng ta cũng biết kết quả rồi, nó sáng thắng nha. Giờ mình sẽ đi vào trận cuối luôn, đó trận A sáng gặp với Aqui RG nha. Đây, xem là trận đấu này hai bên đã ra những em gì mà sao lại có thể để A sáng kia giành chiến thắng. Bên anh A sáng thì như có cầm em Hoppa này, cầm Meroidma Nero, Meroidma Mega nữa anh em. Con trai nhưng không có, nhưng xem mà trận này đánh gì. Muối cơ bắp. Bên này thì dùng Vocalion trận đầu tiên. Chô, 2 hit. Trông thấy chứ Vocalion khá là gắt nha anh em. Đang tấn công dồn dập, khá là gắt. Kinh con Vocalion kìa, anh em nhìn thấy không? Chô. Ô. Bất bại anh em. Đứng top 1 chỉ dùng Vocalion thôi. Nhắc quá. Giờ chúng ta sẽ qua bên của bác dây sọp nha anh em nha. Hãy giờ chúng ta sẽ qua bên của bác dây sọp anh em nha. Hiện mình cũng hỏi luôn là có anh em nào cùng với bác Kiệt Boy không? Nếu mà tiện cho mình mượn luôn. Chúng ta bắt đầu thôi, chúng ta bắt đầu xem nha. Bên này thì top 3 là FK 19cm và đấu với CTT. Còn là top 2 là 423 với Chú nó cứ đánh dây nhỉ, biết bao giờ thắng ta. Thôi bỏ qua đi, chúng ta không thể ngồi đợi nhây được. Thế là bên Trung Quốc thắng anh em.
chữ Hàn đúng hơn chứ, chữ Hàn tiếng nghe bắt bẻ. Rồi chúng ta sẽ đến lượt bác cô xe sọp nha. Trận đầu tiên của dê sọp đó là gặp anh A Tún. Trận sau gặp Ken, chúng ta sẽ xem đầu tiên bác dê sọp cùng em gì trước. Đã sử dụng đến cộng hưởng ngay chưa hay là trận sau mới giờ dùng nha. Hàng dê sộp là nổi tiếng có em cộng hưởng anh em. Ngô KQRM anh em gắt nha. KQM vô vô vô. Đùa, đừng có đùa, đừng có đùa anh em, đừng có đùa. Dây cũng chết chứ nói, quả này dây cũng chết anh em. Toàn kêu băng mẹ rồng mà. Gắt, cực gắt anh em. Đứng top với những con bet mà có thể nói là không ai nghĩ và không ai tưởng tượng ra luôn. Đến bản thân mình làm game mà mình cũng không bao nghĩ tưởng tượng là dùng những con đi để đánh đâu anh em. Trận 2 gặp Ken anh em. Bác dây sổng gặp Ken liệu đã dùng đến cộng hưởng chưa? Hay là vẫn chưa? Lần này liệu bác dê sộp có sử dụng cộng hưởng hay không? Hay là chúng ta không có hộ để chim ngưỡng rồi? Quả này chắc không có hộ rồi anh em. Cộng hưởng của bác dê sộp ở dưới này mà. Này là nhìn là biết mà. Lực chiến của bác dê sộp quá cao. Thế nên là anh em trong tem không đánh được. Mà lại thêm việc bác dê sộp không để cho con cộng hưởng lên đầu tiên. Thế là anh em không được thưởng thức rồi. Buồn bác dê sộp quá. Giờ ta sẽ đến màn chung kết nhá. Đấy, màn giao hữu giữa bác dê sộp và FK19HD. Chuyện bác dê sộp đứng đầu top 1 thì chắc là chuyện không thể tránh né. Từ khi cầm được cặp cộng hưởng về thì mấy lượng chiến gia tăng hiện giờ ở trong team thì khá là cao trong server nhá. Chỉ thua là LPH nếu như champion thôi. Mình nhớ nhờ, không nhớ không nhầm là vậy. Hay là đâu nhưng cũng cùng cụ mà. À đây, ít nhất chúng ta cũng có thể thấy được cháu Merorinorigma của bác dê sộp nhá. Con này thì vá chắc chết cả đội bạn không trừ đứa nào rồi. Điều này là điều không thể chống đối được anh em. Chù chà, nhìn sướng quá mà không được thưởng thức anh em. Thôi chúng ta vào qua server mới tiếp nha, qua server tiếp theo. Đấy, tiếp tục qua con nào tiếp theo anh em nha. Con nào này hiện đang ở server 5 năm anh em. Con nào cũng chuẩn bị even sắp tới đây. Đấy. Chỉ đợi anh em đủ subscribe thôi là sẽ có event. Buồn quá chưa đủ subscribe thôi, đành đợi thôi anh em nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến màn đây. Thì đây mình tính là tưởng sẽ gặp được Bắc Kiệt mà không anh em. Giờ gặp được gấu bự thôi, gấu bự xe vào 5 này. Giờ ta bắt đầu đi xem top 1 nha. Top 1 SLO 1 theo vào 18. Ủa, cái tên này nghe quen ta, SLO 1 như mình review một lần rồi thì phải. Sau chúng ta xem đi. Trận top 3 này chỉ giành được top 3 thôi, sau đó thì bị bạn ấy đánh bại. Chúng ta sẽ xem luôn trận thi đấu này xem SLO 1 đã dùng như em bet gì mà để thua ngay từ vòng gửi xe mà qua ngay vòng lan lán qua được 12 vòng tới đã bị loại rồi anh em. Lua là bá chủ cặp Raikora Mega thôi rồi cộng hưởng chụp bắt ngay. Úi xôi, sao mà đánh toàn những con bet kiểu như ra trận để lấy đội hình anh em. Mấy cả nhiều anh em cứ sắp kiểu cái trận đầu tiên hay là hay sắp cái kiểu như là chỉ là dạng bình dân thôi nên là hay bị đánh bại rất là sớm. Ở trên đó là AF West đấu với FK là 19 anh em nha. Có huy hiệu của Huy Đồng Hoàng nữa. Ở xe 40 và xe 29 đã chạm trán nhau. Là trận nào? Bên này sử dụng hô bá chủ anh em và Raikora bá chủ. Hô tấn công đầu tiên, bút hy sinh, dây lên tấn công kêu hệ rồng, hô ulti ngay. Dây làm xuống, tiếp tục là Sol Galeo bá chủ. Sol này chắc trụ được không quá hai team vì bị khắc khế hệ nửa của hô nó sẽ dùng kêu hệ nửa và vá biết ngay mà. Cộng với lực Việt trên kèo nữa. Hô ô ở kèo trên nhưng anh em nha, kèo trên đây có nghĩa là hơn lực chiến thì có một anh em sớ đã từng comment hỏi mình. Kèo trên có nghĩa là hô ô hơn lực chiến nhưng anh em nha, nó sẽ gấp đôi lực chiến hoặc là hơn một phần dưới nên mình gọi là kèo trên.
Giờ ta sẽ đến với màn solo top 1 và top 2 anh em. ST Lô 1 ở server 18 và Aloware ở server 29 anh em. Và Aloware đã thắng. Để thử xem ST Lô 1 đã dùng con những con bet nào ở trận thứ 2 này mà tiến thua. Ngoài ra thì anh em nào có cùng server với bác Kiệt thì tiện cho mình mượn nha, mình cảm ơn. Wow, bên này sử dụng Necro Rekma. Đọc đúng rồi hay nào, gì là xem nào. Wow, em nó đánh tấn công dồn dập qua anh em. Không kịp đọc tên luôn. Đâu rồi, cũng không thấy luôn à. Thế thì thua cũng phải thôi, anh em không đều trách được. Giờ thì chúng ta sẽ qua xem gấu bụng bự nha. Đấy, một cái tên tiếng cũng có tiếng ở trong nàng game. Khá là có tiếng vọng. Ta sẽ đến với trận đầu tiên của bạn ấy luôn. Gấu bụng bự gặp ngân ở server 12 và server 5. Sau đó thì gặp Atiki. Chúng ta xem nào. Chứng tỏ Awen kia thì khá là nhiều. Anh em thấy có cả Redrome, Mega Red Chroma thì chắc chắn là cũng không phải dạng vừa rồi anh em. Ta trận nào. Wow, Leroy 3 anh em. Ultra Sun. Và trận sau chắc Ultramon xuất trận quá. Quá gắt anh em. Ta trên đến trận 2 luôn. Không còn chờ đợi được nữa anh em. Xem là nếu Ultramon có xuất hiện ở trận 2 này không. Gấu bự gặp Aki ở server 30 anh em. Mình đoán chắc thì sẽ có Ultramon xuất hiện ở trận này anh em. Wow, Necro Roman gặp ngay Mew bá chủ. Ô, cho Mew bá chủ ăn luôn anh em. Ăn luôn Mew bá chủ. Why? 33, 18 triệu đối chiến, nó khác 26 triệu đối chiến anh em. Bắt quá nhanh. Chúng ta không bắt được cận cảnh từng trận một, nhưng mà tốc độ vá của nó thì có thể gọi là chết người anh em. Vậy không lẽ là Ultramon sẽ được Ultramon sẽ được gặp ở trận chung kết này anh em. Gấu bụng bự và gặp với Awet ở server 25. Nhưng Ultramon có xuất hiện ở trận này không? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Bên Awet tung ra đó là hộp pao pao anh em. Và bên gấu bừng bự cũng là hộp pao pao luôn. Hai hộp pa đang vá nhau liên tục. Bên nào sẽ làm xuống trước? Vâng, và bên Awet đã làm xuống trước. Tiếp theo là Boss Thế Giới. Boss Thế Giới sẽ làm xuống ngay. Vừa mất hộ ô rồi anh em. Sẽ làm xuống ngay sau hiệp nữa. Cuối cùng là PR của Talia. Ủa, không thể tin được luôn anh em. Sao lại có thể là PR của ta? Nhưng dù đúng hay sai thì đó là sự sắp xếp sai. Thì nó một bữa là chiến thắng nha mọi người. Đấy thì màn tổng hợp thì mình chỉ ta tổng hợp được 3 cụm nha anh em nhá. Còn nếu như lần sau anh em thích thì mình sẽ chỉ tính ở cái trận top 1 này thôi. Nhưng nếu mà đủ nhiều ạc, chứ hiện giờ mình đang có quá ít ạc ở các cụm anh em. Đặc biệt là cụm với bác Kiệt Boy mình rất thích, nhưng mà không được nha. Thôi, có gì hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Và anh em đã xem được đến đoạn cuối video này thì nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Đó, anh em là chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh chúng mình nha, để sớm có em để kênh phát triển hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều, và mình cũng có thể làm event cho anh em chơi luôn. Cảm ơn bạn, bye bye, hẹn gặp các bạn ở video.